Chào sơ, kính chào quý ông bà và anh chị em. Hôm nay chúng ta dâng cầu nguyện đặc biệt cho các linh hồn sau đây: Maria, Lâm Thị Phượng và Cathy Trần, Giuse và Maria, linh hồn cha mẹ chồng và các linh hồn. Và hôm nay đặc biệt theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng, chúng ta tụ tập nơi đây trong một ngày chúng ta dâng mình cho Chúa. Ta cầu nguyện ăn chay và hãm mình để cầu nguyện cho sự bình an của thế giới. Chúng ta cần điều đó, toàn thể thế gian cần điều đó, thế giới chúng ta cần điều đó. Cho nên Đức Thánh Cha rất rất mong muốn sự hợp tác của chúng ta trong sự cầu nguyện đó, để từ đó chúng ta kết hợp với nhau trong tình yêu của Thiên Chúa và chạm đến tình yêu của Ngài, để Ngài ban sự bình an cho chúng ta. Và trước khi chúng ta bước vào thánh lễ, xin Ngài hãy chúc phúc cho chúng ta, chúc lành cho thế giới chúng ta, trong cuộc sống chúng ta, để chúng ta được hưởng sự bình an đó trong cuộc đời.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin tạo cho chúng con một tấm lòng trung tín và quảng đại, để chúng con nhiệt thành phụng sự Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen. Trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, tôi biết rằng sự lành không ở trong tôi, nghĩa là trong huyết nhục của tôi. Vì chưng ước muốn thì tôi vẫn có, nhưng làm cho sự lành nên hoàn hảo thì không sao được. Bởi vì sự lành tôi muốn thì tôi không làm, còn sự dữ tôi không muốn thì tôi lại làm. Thực ra, nếu tôi làm điều tôi không muốn, thì bấy giờ không phải chính tôi làm điều đó, nhưng là sự tội ở trong mình tôi. Thành ra, khi tôi muốn làm sự lành, tôi nhận thấy trong tôi có lề luật, vì sự dữ vẫn kèm bên tôi. Theo như con người bên trong, tôi cũng ưa thích lề luật Thiên Chúa, nhưng tôi thấy trong chi thể tôi có một lề luật khác đối địch với lề luật tâm thần tôi và giam hãm tôi dưới ách lề luật sự tội trong chi thể tôi. Tôi là con người vô phúc. Ai sẽ cứu tôi khỏi cái xác chết này? Cảm tạ Thiên Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Như thế, chính tôi lấy tâm thần mà phục vụ lề luật Thiên Chúa. Còn về xác thịt, thì vâng phục lề luật của sự tội. Đó là lời Chúa. Kính mời cộng đoàn đọc câu đáp. Xin Chúa dạy con sự thông minh và lương tri, vì con tin cậy vào các chỉ thị của Ngài. Lạy Chúa, xin dạy bảo con những thánh chỉ của Ngài. Chúa là đấng tốt lành và nhân hậu, xin dạy bảo con những thánh chỉ của Ngài. Lạy Chúa, xin Chúa tỏ lòng thương hầu uy lao con, theo như lời đã hứa cùng tôi tớ Chúa. Lạy Chúa, xin dạy bảo con những thánh chỉ của Ngài. Nguyện Chúa xót thương cho con được sống, vì luật pháp Ngài là sự sung sướng của con. Lạy Chúa, xin
Đời đời con không quên những huân linh của Ngài, bởi lẽ đó mà Ngài đã ban cho con được sống. Lạy Chúa, xin dạy bảo con những thánh chỉ của Ngài. Con thuộc về Chúa, xin Chúa cứu độ con, vì con tìm kiếm huân linh của Ngài. Lạy Chúa, xin dạy bảo con những thánh chỉ của Ngài. Kính mời cộng đoàn đứng. Alleluia. Alleluia. Chúa ban, hãy gọi các con là ban hữu, vì tất cả những gì thầy đã nghe biết nơi cha thầy, thì thầy đã cho các con biết. Alleluia. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu phán bảo dân chúng rằng: khi các ngươi xem thấy đám mây nổi lên ở phía tây, lập tức các ngươi nói rằng trời sắp mưa, và sự thật xảy ra như thế. Và khi gió nam thổi đến thì các ngươi nói trời sắp nóng nực, và việc đã xảy ra như thế. Hỡi những kẻ giả hình, các ngươi biết tìm hiểu diện mạo của trời đất, còn về thời đại này sao các ngươi không tìm hiểu? Tại sao các ngươi không tự mình phê phán điều gì phải lẽ? Thế nên khi ngươi cùng với kẻ đối phương ra trước mặt quan quyền, thì đang lúc đi dọc đường, ngươi hãy cố lo liệu cho ổn thỏa với nó đi, kẻo nó lôi ngươi đến trước quan tòa, và quan tòa cho ngươi cho lý hình, và lý hình tống ngươi vào ngục. Ta bảo cho ngươi hay, ngươi sẽ không thể ra khỏi đó cho đến khi ngươi trả xong đồng xu cuối cùng. Đó là lời Chúa. Kính thưa sơ, kính thưa quý bà và anh chị em. Khi Thiên Chúa tạo dựng con người, Ngài không hỏi ý kiến con người. Ngài không cần sự hợp tác của con người. Nhưng khi Thiên Chúa muốn cứu độ con người, Ngài lại muốn con người hợp tác. Và tất cả hai cái lĩnh vực này đều là phát xuất từ tình yêu của Thiên Chúa. Cho nên, cái sự xuống thế làm người của Chúa Giêsu cần sự hợp tác của con người và sự xin vâng của Đức Maria. Và sự xin vâng này là sự tuyệt đối nhất mà con người hợp tác với ơn cứu độ của Thiên Chúa. Và khi Chúa Giêsu sinh ra, thì Thiên Thần loan báo rằng: vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Cái sự thiện tâm và sự bình an, đây là Thiên Chúa muốn con người được sống, muốn con người được hưởng, muốn con người được chia sẻ, mà muốn con người được tạo dựng nó. Cho nên, cái sự bình an đó, qua cái sự cứu độ của Thiên Chúa, chúng ta mới có tâm hồn, thiện tâm, lòng ác của chúng ta mới không có trỗi dậy, và cái điều lành mà chúng ta làm mới được nổi sinh. Chúng ta thử suy nghĩ coi, trong thế giới ngày hôm nay, biết bao nhiêu biến cố xảy ra, chúng ta thức dậy, chúng ta nghe tin, bao nhiêu trái bom thả nơi này, thả nơi khác. Bao nhiêu sự chết chóc, sinh mạng trong một ngày. Bao nhiêu sự chiến tranh xảy ra khắp nơi. Đặc biệt, chúng ta đều biết. Đó là sự thao thức, quan tâm và sự cầu nguyện của Đức Thánh Cha, của Giáo hội.
muốn chúng ta cộng tác với Thiên Chúa trong sự cứu độ, ơn bình an mà Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta trong thế giới này. Cái lương tri của con người ngày nay nó đã đánh mất, cái lòng đạo đức nó đã mất, và cái sự an lành tốt đẹp của thế gian nó đã đánh mất bởi tội lỗi. Cho nên cái sự ác nó luôn luôn xảy ra và nó khống chế con người, đó là ma quỷ. Và cái sự ác đó nó làm cho chúng ta mất bình an, nó làm chúng ta mất lương tri. Đặc biệt tất cả những người lãnh đạo trên thế giới này, nếu mà họ có tâm hồn lương tri và tình yêu của Thiên Chúa, thì họ luôn luôn kết hợp và xây dựng cái sự bình an của thế giới cho nhân loại. Nhưng trong cuộc đời của chúng ta suy nghĩ có bao nhiêu người, những nhà lãnh đạo, các quốc gia, họ có tâm tình đó. Tại vì họ bị khống chế bởi sự ác trong cuộc đời của họ. Cho nên thế giới này chúng ta sống rất rất không được an lành. Chúng ta sống bởi vì trong cái con người chúng ta trỗi dậy sự ác, và đó làm cho tất cả thế giới này nó bị chiến tranh, bị tàn phá. Không riêng vì chiến tranh, nhưng ngay trong tâm trí của con người, cái lòng đạo đức và cái lương tri của con người, sự trắc ẩn, nó đã bị tàn lụi. Một ngày nào đó chúng ta sẽ nhận ra. Và cái lương tri và cái lòng đạo đức của chúng ta nó bị tàn lụi thì thế giới này đi đâu? Thế giới này sẽ bị diệt vong. Tại vì chúng ta tự giết con người chúng ta. Cho nên cái sự cầu nguyện và ăn chay cầu nguyện của chúng ta mà Đức Giáo Hoàng kêu gọi chúng ta, đó là một bước khởi đầu để chúng ta cố gắng hợp tác với tình yêu của Thiên Chúa, hợp tác với ơn cứu độ của Ngài để chúng ta xây dựng điều này. Chúng ta có ăn chay cầu nguyện đầy đủ chưa? Tôi bảo đảm rằng có ai hoàn toàn ăn chay đầy đủ cầu nguyện để tình yêu của Thiên Chúa chúng ta chạm tới lòng thương của Thiên Chúa, để cho tình yêu của Ngài ban tặng cho chúng ta, ban tặng sự hòa bình cho nhân loại, để mở cái lương tri của con người ra, đặc biệt những nhà lãnh đạo. Mở tấm lòng của họ ra, nhìn thấy con cái của Thiên Chúa đang bất vượng, đang than khóc, đang bị chết, đang bị đói, đang bị tù đầy trong chính con tâm hồn của họ, trong chính con người của họ, trong chính quốc gia của họ, trong chính gia đình của họ. Tất cả đó nó đều phát xuất từ tấm lòng, từ cái lương tri của chúng ta. Cho nên cái điều này chúng ta phải suy nghĩ, chúng ta cộng tác bằng chính sự nhỏ nhất của mình, bằng chính sự đơn giản nhất của mình, bằng chính sự tình yêu mà chúng ta có thể không thể nào mà người ta nói là nhận ra được, nhưng mà tất cả đều phát xuất từ tấm lòng của mình. Chúng ta sẽ làm nên tất cả. Vì việc nhỏ mà làm việc bằng tình yêu, nó sẽ biến đổi cả thế giới. Ta thử suy nghĩ thử coi. Cái hành động đó, nó rất đơn giản, nhưng mà cần rất sự cố gắng, cần rất nhiều. Cái sự cố gắng của chúng ta, mà cần sự cố gắng đó là sự kết hợp của mọi người, công riêng của mỗi người. Ngày xưa, cái thành Geneva mà tiên tri Gioan kêu ăn chay cầu nguyện, từ trên xuống dưới, từ nhà vua tính dân bần cùng nhất, ngồi trên cho, mặc áo rộng, ăn chay cầu nguyện, thành đó được cứu độ. Thì ngày nay chúng ta không phải ngồi trên đống tro tàn, không phải ngồi mặc áo rộng để mà ăn chay, nhưng mặc chính tâm hồn đơn sơ nhất, để chúng ta loại bỏ tất cả tạp chất, sự độc ác trong tâm hồn của mình, loại bỏ ra, cầu nguyện cho tất cả nhà lãnh đạo, để họ nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa đã ban tặng cho chúng ta, cho loài người, ngay từ lúc đầu mà con người hợp tác qua Đức Mẹ Maria. Và Đức Mẹ Maria ôm lấy điều đó trong tâm hồn, là Chúa Kitô, là Thái tử bình an của thế gian, là Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta, mà chúng ta đánh mất điều đó, thì ngay từ đây chúng ta phải làm, phải lấy lại cái sự bình an đó bằng chính con người của mình.
bằng chính tâm hồn của mình. Một cơn gió, một cơn bão thoáng qua, tàn phá một khung trời. Bao nhiêu cái sự sống nó lật đổ hết. Nó làm cho chúng ta xáo trộn cuộc sống hết. Một cơn động đất, chúng ta làm xáo trộn hết. Một trái bom cũng vậy, làm xáo trộn hết. Thì thử hỏi, một con người mà họ nắm quyền, mà họ làm ra những điều đó, thì thử hỏi cái thế gian này nó có xáo trộn hay không? Xáo trộn hoàn toàn. Mà nạn nhân đó là ai? Là những người đang sống trong thế giới đó, đang sống trong nơi đó. Nếu họ có tình yêu của Thiên Chúa, họ hợp tác với tình yêu của Thiên Chúa để kiến tạo hòa bình, tôi bảo đảm rằng thế giới này nó có sự bình an. Tại vì Thiên Chúa nói, khi sinh ra, Thiên Thần đã loan báo, vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Thì hôm nay, chúng ta hãy lặp lại câu đó, để chúng ta cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng, kết hợp với toàn thể giáo hội trên toàn vũ, chúng ta cầu nguyện xin ơn Thiên Chúa hãy một lần nữa xuống với chúng con trên thế gian này để kiến tạo hòa bình. Amen. Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con, bắt này là hoa màu ruộng đất và công lao của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên bánh trường sinh cho chúng con. Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con, sự này là sản phẩm từ cây nho và công lao của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên của uống thiêng liêng cho chúng con. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ với tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và nguyện cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết phụng thờ Chúa tại bàn thánh này với tâm hồn tự do của con cái Chúa, để những mầu nhiệm chúng con đang cử hành đem lại cho chúng con nguồn ơn thanh tẩy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha Chí Thánh, nhờ con yêu quý của Cha là Chúa Giêsu Kitô, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Người là ngôi lời của Cha, nhờ Người đã tạo dựng muôn loài, Người được Cha sai đến làm đấng cứu độ và chuộc tội chúng con. Người đã nhập thể bởi phép Chúa Thánh Thần và được Đức Trinh Nữ Maria sinh ra. Để Chúa toàn thánh ý Cha
để gây dựng cho cha một dân tộc thánh thiện. Người đã giang tay chịu khổ hình để tiêu diệt sự chết và biểu hiện sự sống lại. Vì thế cùng với các thiên thần và toàn thể các thánh, chúng con ca ngợi vinh quang cha và đồng thanh tung hô rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đứng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén, cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ, mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ này để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận chức tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Tổng Giám mục Timothy, Giám mục Phụ tá Donald chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến các tôi tớ Chúa mà chúng con dâng thánh lễ hôm nay cầu nguyện cho các ngài, các linh hồn chúng con cầu nguyện thường xuyên, các thành viên của cộng đoàn chúng con đã ra đi trước chúng con và các linh hồn trong luyện ngục. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Chúng ta thinh lặng trong một giây lát và dâng lên Chúa những ước nguyện trong tâm hồn của chúng ta, cầu nguyện đặc biệt cho sự bình an của thế giới. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse,
các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đã thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc vào ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đừng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội lỗi chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đã thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa, Chúa hằng sống và hiền tri muôn đời. Amen. Bình an của Chúa ở cùng tất cả anh chị em. Chúng ta hãy chúc bình an cho nhau. Đừng xa lối trần gian, xin thương xót chúng con. Đầy chiến Thiên Chúa, đừng xa lối trần gian, xin thương xót chúng con. Đầy chiến Thiên Chúa, đừng xa lối trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Đây trên Thiên Chúa, đây đừng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Đây Chúa, con chẳng đang Chúa cứ vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời, thì linh hồn con sẽ lành. Thank you.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa vừa gọi chúng con tới bàn tiệc nước trời và ban dồi dào sức sống mới. Xin Chúa phù trợ chúng con trong cuộc sống hàng ngày và dạy chúng con biết tìm kiếm những hồng ân vĩnh cửu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an. Cảm ơn sơ, cảm ơn quý ông bà và anh chị em. Chúc quý vị một đêm bình an. Cảm ơn cha. Và chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho sự bình an của thế giới.